Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết dành cho du lịch ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1 năm 2013 của kênh VTC 14. Thưa quý vị, không khí lạnh vẫn duy trì tình trạng mưa rét ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ngày hôm nay thì không khí lạnh cũng đã mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực các tỉnh từ Bình Định cho đến khu vực Ninh Thuận, khiến cho một số nơi có mưa rào nhẹ và nhiệt độ giảm từ 1 đến 2 độ. Các tỉnh khu vực phía Nam, thời tiết tốt hơn, mặc dù trời cũng khá nhiều mây, nhưng trong ngày thì vẫn có thời gian hứng nắng, đến chiều tối và đêm có mưa, nhiệt độ dao động ở ngưỡng trung bình, trời mát mẻ. Hiện nay thì khối không khí lạnh đa báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai 11 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở các tỉnh miền Bắc, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Thưa quý vị, lại tiếp tục hành trình tránh rét miền Bắc, tránh mưa miền Trung. Vùng đất phương Nam ấm áp sẽ chào đón quý vị những ngày cuối năm, tuy bận rộn nhưng tràn ngập nắng. Kính mời quý vị cùng chúng tôi du lịch tới vùng đất Tây Ninh với núi non, đồng bằng và nhiều phong cảnh đẹp rất hấp dẫn người khách du lịch. Tới Tây Ninh trong giai đoạn từ nay đến cuối tuần, du khách sẽ được tận hưởng những ngày dễ chịu, trời khá mát mẻ, se lạnh về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ trong ngày dao động quanh mức là từ 23 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình ngày là 60%. Thời điểm giữa trưa trời có nắng nhưng không quá oi bức, tuy nhiên thì để bảo vệ sức khỏe trong quá trình du lịch khám phá, du khách cũng nên mang theo một chiếc mũ mềm hay là mũ đan cói để tránh nắng, một đôi dép bệt để bảo vệ đôi chân và thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài ra thì du khách cũng đừng quên cung cấp nước cho cơ thể để tránh mệt mỏi trong quá trình di chuyển. Ngoài các địa danh quen thuộc như là núi Bà, Tòa Thánh Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng thì rừng Tây Ninh cũng khá nổi tiếng. Để giúp quý vị có được sự lựa chọn phù hợp cho các chuyến du lịch của mình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo cụ thể thời tiết tại các địa điểm du lịch trên cả nước. Tại khu vực Điện Biên, Sapa, Tam Đảo, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Tại khu vực Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Còn tại Sapa, trời rét đậm với nhiệt độ chỉ từ 1 đến 4 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ tại đây chỉ từ 5 cho đến 7 độ. Thời tiết cũng chìm trong rét hại. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, rét còn kèm theo mưa rải rác, khiến thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Cụ thể, tại Hà Giang, nhiệt độ dao động từ 11 đến 14 độ. Còn tại Hạ Long, trời ít mưa và rét với nhiệt độ phổ biến từ 11 đến 13 độ. Tại Hải Phòng, có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Thời tiết chuyển xấu, có mưa vài nơi. Tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và Thừa Thiên Huế, mưa ở đây chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ, trời rét, có nơi rét đậm. Cụ thể, tại Sầm Sơn, nhiệt độ dao động từ 12 đến 13 độ. Còn tại Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 18 độ. Tại Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày đêm từ 17 cho đến 20 độ, với độ ẩm 95%. Từ khu vực thành phố Đà Nẵng trở vào cho đến Hội An, mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn có mưa nhỏ, trời duy trì rét về đêm. Riêng tại Bà Nà còn có sương mù và trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 20 đến 25 độ, còn tại Hội An, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tại Bà Nà, trời rét có sương mù với nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường cũng khiến cho thời tiết tại các tỉnh ven biển từ Nha Trang, Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận chuyển xấu với những cơn mưa nhỏ. Cụ thể, tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 29 độ. Tại Mũi Né, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Còn tại Vũng Tàu, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 đến 31 độ với độ ẩm từ 65 đến 70%. Trên toàn khu vực vùng cao Tây Nguyên, thời tiết có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm. Tại Pleiku không mưa, trời rét về đêm với nhiệt độ từ 18 đến 26 độ với độ ẩm 60%. Còn tại Buôn Mê Thuột không mưa với nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm 55%. Tại Đà Lạt có mưa nhỏ và rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ với độ ẩm 60%. Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, U Minh trời còn duy trì trạng thái nhiều mây, mưa về chiều và tập trung chủ yếu ở vùng biển. Cụ thể tại Tây Ninh có mưa nhẹ sau giảm mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ với độ ẩm từ 60 đến 65%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhỏ sau giảm mưa, trời dễ chịu với nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 65%. Tại khu du lịch rừng U Minh có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ với độ ẩm 70%.
Thưa quý vị, sóng gió bắt đầu giảm dần nhưng thời tiết còn xấu tại vùng biển phía Nam, trời nhiều mây và có mưa nên vẫn chưa mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Cụ thể, tại Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ với độ ẩm 75%. Tại Phú Quốc có mưa rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ với độ ẩm 70%. Và tin thời tiết du lịch đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.